Sáng 26 tháng 10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, lực lượng chức năng và các tàu thuyền vẫn đang tìm kiếm một ngư dân mất tích trên vùng biển Phan Thiết. Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 25 tháng 10, tàu cá BTH 95986 TS, công suất 280 CV, hành nghề lưới dê, gồm 7 lao động do ông Lê Văn Ánh, 45 tuổi, trú phường Đức Long, thành phố Phan Thiết là chủ, kiêm thuyền trưởng. Khi tàu cá đang trên đường về cảng Phan Thiết vào đến phao số 0, cách cửa cảng Phan Thiết khoảng 800m, thì lao động Trần Tân Nhật, 20 tuổi, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết bị rơi xuống biển. Thuyền trưởng đã tổ chức tìm kiếm nhưng không tìm thấy. Hiện tàu cá BTH 95986 TS đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các đồn biên phòng, Hải đội 2 thông báo cho tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động gần khu vực biển trên biết, hỗ trợ tìm kiếm. Đồn biên phòng Thanh Hải thường xuyên giữ liên lạc với thuyền trưởng tàu cá BTH 95986 TS để nắm tình hình, sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ. Để chủ động ứng phó cơn bão Trà My, Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tổ chức trực 24/24 giờ. Trong đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu sân bay Đồng Hới, Phú Bài, Đà Nẵng và Chu Lai triển khai ngay các phương án phòng chống bão số 6 Trà My. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng, liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo. Do diễn biến phức tạp của bão Trà My, Cục yêu cầu các hãng hàng không phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Cảnh báo Thời tiết để thường xuyên cập nhật thông tin về mưa bão. Trường hợp cần điều chỉnh lịch bay, bay sớm, bay bù để giải tỏa khách, triển khai báo cáo ngay về Cục để kịp thời xử lý. Các hãng hàng không thực hiện thông báo cho hành khách về tình hình mưa bão để hành khách chủ động sắp xếp lịch trình cho phù hợp. Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các sân bay nằm trong vùng ảnh hưởng của bão, bao gồm Đồng Hới, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, cần triển khai ngay các phương án phòng chống mưa bão, phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng nhằm hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất. Dự báo cường độ bão không lớn, tuy nhiên sẽ xuất hiện mưa lớn, dễ xảy ra hiện tượng ngập úng cục bộ. Vì vậy, Cục yêu cầu các sân bay cần có phương án nâng kê các trang thiết bị của khu bay, nhà ga hành khách, thường xuyên kiểm tra tình trạng trang thiết bị để có phương án xử lý, đảm bảo không làm gián đoạn khai thác. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 10, Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Đệ, 29 tuổi, ngụ ấp Ngã Tắc, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển hàng cấm. Theo điều tra, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 23 tháng 10, lực lượng công an huyện Bến Cầu đang trên đường tuần tra đến khu vực thuộc ấp Thuận Đông, xã Lợi Thuận thì phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Đệ điều khiển xe máy chở nhiều bao ni lông nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra hành chính. Tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Truy đuổi một quãng đường, lực lượng công an đã bắt được đối tượng. Qua kiểm tra, công an thu giữ một xe máy, 5 túi ni lông, bên trong chứa 1.600 bao thuốc lá hiệu 555 Camfly Teton. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Đệ, ngụ ở ấp Ngã Tắc, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu. Đệ khai được một người đàn ông thuê vận chuyển thuốc lá nhập lậu từ khu vực ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận về khu vực khu công nghiệp TMTC thuộc ấp Thuận Đông, xã Lợi Thuận với tiền công 300.000 đồng một chuyến. Đệ đồng ý và vận chuyển chuyến đầu tiên thì bị công an phát hiện bắt giữ. Qua điều tra, công an còn phát hiện Đệ từng có 2 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội cố ý gây thương tích. Sáng 26 tháng 10, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 2.748 đô la Mỹ một ounce, tăng 14 đô la Mỹ một ounce so với đầu giờ sáng qua. Giá vàng hôm nay diễn biến khá phức tạp, mặc dù mở cửa gần sát mức đóng cửa phiên trước nhưng kim loại quý này đã chứng kiến đà tăng đáng kể trong suốt phiên giao dịch. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn khá thận trọng trước những diễn biến bất ổn trên thị trường toàn cầu. Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông kết hợp với những lo ngại về tình hình kinh tế Mỹ đã tiếp tục thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, khiến giá vàng tăng cao. Tuy nhiên, việc đồng đô la Mỹ mạnh lên đã phần nào hạn chế đà tăng của vàng. Các nhà đầu tư đang cân nhắc giữa việc nắm giữ vàng để đối phó với rủi ro và cơ hội kiếm lợi nhuận từ các kênh đầu tư khác. Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.748 đô la Mỹ một ounce, tăng 14 đô la Mỹ một ounce so với đầu giờ sáng qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.756,4 đô la Mỹ một ounce, tăng 8 đô la Mỹ. Giới chuyên gia cho rằng sau đợt tăng giá vừa qua, vàng có thể sẽ chịu một số áp lực chốt lời trong ngắn hạn. Trong môi trường hiện tại, xu hướng của vàng vẫn là tăng và bất kỳ các đợt điều chỉnh nào cũng sẽ là cơ hội mua vàng cho giới đầu tư. Các chuyên gia phân tích thị trường cho rằng nhà đầu tư vàng sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát và tăng trưởng kinh tế của Mỹ để rõ thêm về sức khỏe của nền kinh tế này và từ đó đưa ra dự báo về đường hướng chính sách của Ngân hàng Trung ương Mỹ trong tương lai.
Trong 3 tháng tới, giá vàng có thể đạt mức 2.800 đô la Mỹ một ounce và có thể vượt ngưỡng tâm lý 3.000 đô la Mỹ một ounce. Ngày 26 tháng 10, giá vàng SJC đang được giao dịch với mức 87 đến 89 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Chênh lệch giá mua bán vàng SJC vẫn đang duy trì ở mức 2 triệu đồng một lượng. Giá vàng ngày 26 tháng 10 đóng cửa phiên giao dịch cuối ngày 25 tháng 10, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá mua 87 triệu đồng một lượng, giá bán là 89 triệu đồng một lượng, giữ nguyên giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua bán vàng SJC ở mức 2 triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm, giá vàng tại tập đoàn Doji đang được niêm yết giá mua bán ở mức 87 đến 89 triệu đồng một lượng, ổn định ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua bán vàng Doji đang là 2 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 87 đến 88,5 triệu đồng một lượng, ổn định so với chốt phiên liền trước. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 87,9 đến 88,9 triệu đồng một lượng mua bán, giảm 100.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gửi văn bản kháng cáo lên FIFA về việc phải trả cho Martin Zila số tiền 29.000 đô la Mỹ. Sau khi nhận án phạt cấm chuyển nhượng từ FIFA, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai quyết định kháng cáo. Đội bóng phố núi cũng mời cơ quan chức năng làm việc. Lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho biết đã có văn bản kháng cáo gửi cho FIFA để biết rõ bản chất của sự việc. Bên cạnh đó, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã có văn bản gửi đến cơ quan chức năng của nhà nước Việt Nam nhờ can thiệp giải quyết nhằm làm sáng tỏ sự việc. Hiện nay các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra sự việc. Đến khi có kết quả giải quyết của cơ quan chức năng, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ công bố thông tin đến người hâm mộ và các cơ quan truyền thông. Trước đó, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA gửi văn bản đến Hoàng Anh Gia Lai, chuyển tiếp Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF về việc áp dụng án phạt cấm đăng ký cầu thủ đối với đội bóng phố núi. Lệnh cấm này liên quan đến vụ tranh chấp giữa Hoàng Anh Gia Lai và cầu thủ Martin Zila. Cầu thủ sinh năm 1997 chỉ đá 3 trận cho Hoàng Anh Gia Lai rồi bị thanh lý hợp đồng sau khi gặp chấn thương nặng. Cách đây 3 tháng, đội bóng phố núi nhận được văn bản từ FIFA yêu cầu thanh toán 29.000 đô la Mỹ tiền đền bù hợp đồng cho Martin Zila sau khi thanh lý hợp đồng với tiền đạo này. Trong vòng 45 ngày, Hoàng Anh Gia Lai phải trả số tiền trên cho Martin. Hạn cuối cùng để thực hiện nghĩa vụ này là ngày 15 tháng 10, nhưng Hoàng Anh Gia Lai từ chối thanh toán. Ban đầu hai bên thống nhất số tiền đền bù là 25.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, vụ việc đi theo chiều hướng bất ngờ khi Zila khẳng định chưa nhận được bất kỳ đồng nào từ đội bóng cũ. Anh cho biết rằng mình đã ký và giấy đã nhận tiền, nhưng cuối cùng chưa hề nhận được khoản tiền. Đó là lý do ngoại binh này nhờ người khởi kiện đội bóng cũ. FIFA cho rằng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã thanh lý hợp đồng với cầu thủ Martin Zila vì lý do không chính đáng. Đội bóng phố núi bị tố đã ép buộc cầu thủ ký vào biên bản thanh lý hợp đồng lao động và ký vào giấy nhận đủ tiền nhưng không thanh toán tiền vào tài khoản cho cầu thủ.